Chào mừng quý vị đã đến với bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Nhận định Liverpool và AC Milan 2 giờ ngày 16 tháng 9 Cúp C1 châu Âu. Liverpool vẫn đang thể hiện một phong độ khá cao ở mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay. Liverpool ở mùa giải C1 năm ngoái họ dừng chân tại tứ kết. Liverpool để thua Real Madrid với tỷ số chung cuộc 1-3. Liverpool hiện đang đứng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Họ có 2 trận thắng và 1 trận hòa ở mùa giải mới. AC Milan đầu mùa giải mới vẫn thể hiện một phong độ cực tốt với 2 chiến thắng liên tiếp. AC Milan năm ngoái thi đấu ở Cúp C2 và họ dừng chân ở vòng 16 đội. AC Milan để thua MU với tổng tỷ số là 1-2. AC Milan năm nay được tham gia Cúp C1 châu Âu nhờ đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Lịch sử đối đầu giữa Liverpool và AC Milan ngày 31 tháng 7 năm 2016, Liverpool thắng AC Milan với tỷ số 2-0. Ngày 23 tháng 5 năm 2007, AC Milan thắng Liverpool với tỷ số 2-1. Dự đoán kết quả trận đấu giữa Liverpool và AC Milan, tỷ lệ Liverpool và AC Milan 0-1, tài xỉu 2/3. Chuyên gia nhận định Liverpool -1, dự đoán kết quả chung cuộc 3-1 nghiêng về Liverpool. Bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi xin phép khép lại và xin hẹn quý vị vào những bản tin sau. Mời quý vị nhớ đón xem và đừng quên ủng hộ đồng hành trên kênh Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.